Nguồn sức mạnh khổng lồ từ tất cả những thanh gươm và những quyển sách tương thích với chúng tụ hợp lại với nhau thành một nghi thức để tạo nên quyển sách toàn tri Omniforce. Mặc dù nghi thức này đã bị Thoma phá hỏng, nhưng với quyền lực khổng lồ của nó, cho dù ở hình dạng chưa hoàn thiện, nó cũng ban cho tên Master Blugod khả năng của một vị thần, sức mạnh của một kẻ quỷ diệt, vị vua đứng đầu của những ác quỷ, Kamen Rider Solomon. Sức mạnh của Solomon lớn tới nỗi Elemental Dragon cũng chẳng thể nào chạm được vào người của Solomon. Với quyền năng của một kẻ bề trên, hắn chỉ chơi đùa với tất cả những chiến binh, tạo những quyển sách với quyền năng hủy diệt cả thế giới và đếm ngược ngày tàn của tất cả mọi người. Quyền lực để tạo những quyển sách này lớn tới nỗi Choyu Senki của Blade khi tung ra đòn finish cũng không thể nào làm trầy xước được quyển sách. Tất cả mọi thứ đều chìm trong sự vô vọng khi chứng kiến sức mạnh từ một vị thần. Chỉ còn duy nhất một cách để đánh bại hắn, thức tỉnh bá vương kiếm. Điều kiện đầu tiên để thức tỉnh bá vương kiếm đã có. Nhờ có ý chí mãnh liệt của Thoma, thanh hỏa kiếm đã được thức tỉnh. Chỉ còn một điều kiện nữa, tụ hợp tất cả những thanh kiếm còn lại. Thoma đã chiến đấu hết sức ngoan cường với kiếm sĩ cuối cùng, Fajon, để lấy được thanh gươm của hắn. Hội tụ tất cả những thanh gươm và ném chúng lên bầu trời. Khi nhân loại thức tỉnh được thanh gươm được rèn đầu tiên, những vì sao sẽ kết nối, tạo nên thanh gươm dẫn tới kết thúc của câu chuyện. Bá vương kiếm từ trên bầu trời đầy sao lao thẳng vào tay của Thoma, giúp anh thức tỉnh phần cuối, X-Cross Saber. 10 thanh gươm tụ hợp và quyển Wonder Book Ray Dragon. Tạo hình của X-Cross Saber thì không có quá nhiều để nói khi nó vốn dĩ là Ray Dragon, điểm tô tông màu của những tinh tú, với màu xanh dương chủ đạo, những vì sao lấp lánh trên khắp cơ thể của anh. Cạnh bá vương kiếm, thanh gươm của những vì sao, trên phần thân có những vòng tròn giúp anh kích hoạt những chiêu tất sát từ những rider khác. Phần thân kiếm hình dạng mặt trời rực cháy, kích hoạt lên phần lưỡi kiếm, tạo những chiêu tất sát cực mạnh đến từ X-Cross Saber. Khả năng của X-Cross Saber giống với tên của nó, 10 thanh gươm hòa trộn lại là một. Anh có khả năng sử dụng lại tất cả những quyền năng từ những thanh gươm khác. Nổi trội nhất có lẽ là lần anh sử dụng đinh ba thời gian của Kaoru Durando, tận dụng khả năng dịch chuyển của hắn. Không cần phải sử dụng là những thanh gươm từ những người đồng đội của mình. Bá vương kiếm tạo ra những bản sao của những thanh gươm với chất lượng tương tự. Anh có thể dùng ý thức ra lệnh để chúng tấn công kẻ thù. Trong lần đầu xuất hiện, anh đã di chuyển những thanh gươm đến vị trí của những quyển sách, tạo ra phân ảnh của Rider tương ứng, chém tan quyển sách, thứ mà đến cả đòn final Haozu Senki Lion của Black cũng không thể nào làm được. Thể hiện sức mạnh vô cùng lớn từ bá vương kiếm. Và để chống lại sức mạnh hủy diệt từ Colo Solomon, khả năng sáng tạo từ bá vương kiếm cũng không thể nào không kể tới. Dùng sức mạnh của thanh gươm của mình tỏ ra luồng ánh sáng kỳ diệu, tái tạo lại cả thế giới, đang dần tới ngày tận thế. Tất sát thực hiện từ bá vương kiếm, anh triệu hồi nên bản sao của 10 thanh gươm của những kiếm sĩ nguyên thoại. Bay quanh Saber, sau đó anh phóng thẳng chúng vào người kẻ thù. Đòn tất sát thứ hai, anh sẽ tụ lực vào bá vương kiếm. Những nguồn năng lượng vũ trụ xoay quanh thanh kiếm nguyên thoại. Anh vung một lưỡi kiếm hình vòng cung để chém tan tất cả cái thù trong phạm vi. Crimson Combo khi kích hoạt cùng X-Cross Saber sẽ tạo nên hình dạng đỏ nhưng lại có tông màu xanh của vũ trụ. Tất cả những khả năng vẫn giữ nguyên, như khả năng bay lượn từ Stone Eagle cũng như bắn ra chiếc gậy như ý từ phần tay trái Ngộ Không. Kích hoạt đòn tất sát, anh sẽ không chém trực tiếp kẻ thù bằng nguồn năng lượng từ vũ trụ mà sẽ tụ lực và tạo ra luồng kiếm khí hình mặt trăng chém tan kẻ thù bởi cự ly cực xa. Một combo đặc biệt khi anh kết hợp cùng hai quyển sách của đồng đội mình là Lion Senki cũng như Aladdin. Tông màu vẫn giữ nguyên là màu vũ trụ khi kết hợp cùng bá vương kiếm. Trong lúc sử dụng khả năng, anh sẽ triệu hồi được Ray Dragon, Lion Senki cũng như tấm thảm của Aladdin giúp anh bay lượn tấn công quanh kẻ thù. Đòn tất sát từ hình dạng này là một cú Rhino Kick, anh lao lên bầu trời tụ nguồn năng lượng vũ trụ, nhưng kèm theo đó là ba nguồn sức mạnh từ lửa, sấm và nước, giáng cú đá cuối cùng vào người của tên Master Blue God, Colossal Solomon, để tiễn biệt hắn một đoạn.